Xin chào tất cả mọi người. Mạnh lên một tí rồi nha mọi người. Sức khỏe hình như là có tiến triển rồi đó. Lần ta chưa test lại nhưng mà cảm thấy trong người là có một tí gì đó nó hơi mạnh một tí rồi. Càng mạnh thì lực tàng sẽ càng làm mạnh cái vụ của Văn An hơn nữa nha mọi người. Lực tàng sẽ quyết tâm đi tới nơi tới chốn cái sự việc này. Tất cả các khán giả trong kênh đang lo lắng cho lực tàng thì mọi người cứ yên tâm đi. Lực tàng đang còn nói được lên đây này. Một ngày lên clip cho tất cả mọi người là lực tàng đang còn sức mạnh. Và tinh thần của lực tàng thì lúc nào cũng đặt lên hàng đầu trong cái câu chuyện của bé Văn An 8 tuổi. Mặc dù công việc hiện tại bây giờ đang rất là nhiều để có cái cuộc sống mưu sinh nuôi gia đình và vợ con, nhưng lực tàng vẫn không buông bỏ cái sự việc của bé Văn An 8 tuổi. Không có tin tức gì mới nhiều, nhưng mà lực tàng vẫn lên đánh động tiếng nói thực mạnh, cộng với cái sự bình luận và sự hỗ trợ tất cả quý khán giả trong kênh và trong và ngoài nước nha mọi người. Thì cái câu chuyện này chắc chắn một điều rằng là sẽ xử lý rất là nhanh chóng. Theo như cái quan điểm mà theo như cái suy nghĩ cũng như là có một cái tí gì đó mà lực tàng suy đoán á, thì cái câu chuyện này gần đến cái hồi kết rồi nha mọi người. Đó là cái nguồn tin mật mà được cung cấp, nhưng mà lực tàng cũng chưa dám gọi như là xác định thực sự là khi nào xử lý. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì mọi người cứ chờ đợi một thời gian ngắn là thôi. Lực tàng mong tất cả mọi người đừng nóng vội. Cái gì nó cũng phải có cái kết của nó nha mọi người. Và cái kết này là cái kết đắng cho cái cặp đôi cầm thú kia, là một cái chuyện quá rõ ràng. Và sức khỏe của lực tàng hiện tại bây giờ như thế này rồi, thì lực tàng sẽ cập nhật rất là nhiều những cái thông tin nóng xoay quanh cái câu chuyện này, và đảm bảo với tất cả mọi người rằng là sẽ bất lợi cho phía gia đình nhà bên phía của hai con cầm thú kia. Hai con cầm thú kia thì đang bị giam cầm ở trong ngục rồi. Đang giam cầm ở nơi cái phòng biệt giam rồi. Nhưng mà mọi người biết rằng vì lý do như thế nào mà nó bị tẩn cho gọi như là hồn siêu thất lạc không? Nó bị tẩn cho gọi như là thân tàn ma dại không? Tại vì cái cặp đôi này là nó gây ra một cái tội ác tày trời tày đình mà rúng động cả đất nước, mà trong chắc có khả năng là từ cái thời mà cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ là tất cả chúng ta là chưa bao giờ nhìn thấy cái tội ác man rợ của tụi nó. Cho nên rằng là đến những người ở trong tù và những người cai ngục, những người quản giáo ở trong đó, chắc chắn rằng họ sẽ có phương án để trị tội hai đứa này trước khi đưa ra vành móng ngựa và xử lý tụi nó, đúng không ạ? Chắc chắn một điều rằng là không người này tỉnh thì cũng người khác tỉnh, đúng không mọi người? Đấy, lực tàng nói với cả mọi người rằng là chỉ cần mà khai bất nhất thôi, khai lộn xộn thôi là đã bị ăn tỉnh rồi. Chứ đừng có nói gì đến cái kiểu mà để cho các anh chị đại ở trong tù đi, cho nó vào phòng riêng biệt lâu lâu cho các anh chị đại thèm thịt người vào đó để chăm sóc tụi nó. Có nha mọi người, có. Đấy, còn cái mức độ mà đến gọi như là cái ngã ba đường làng, gọi như là nòng bạc bít tông xi lanh không còn hoạt động được nữa, không còn thục được nữa rồi, thì cái đó thì lực tàng cũng suy nghĩ rằng là có chứ không phải là không. Tại vì cái hành động của cái con trang này là nó tẩn vào người của bé Văn An ngay cái chỗ đó. Thì bây giờ các chị đại sẽ tẩn lại nó y chang như vậy. Rồi xương sườn này nọ của bé Văn An bị gãy, thì chắc chắn rằng là những người chị đại kia cũng đề cập đến cái vấn đề mà xương sườn của con này bị gãy gấp đôi thôi. Lực tàng nói là đúng chứ không có sai. Còn thằng Thái Chuối, vì cái đó, vì cái củ khoai của nó, vì cái độ sướng của nó mà nó bỏ chị Hạnh đi, nó bỏ một gia đình hạnh phúc đi, để nó đi theo một cái con gọi như là giật chồng, một cái con tiểu tam, một con giáp thứ 13, đúng không ạ? Một cái con gọi như là man rợ, một cái con gọi như là có một cái ý đồ gọi như là ác ôn vô nhân tính, để gọi như là nó lấy về để nó thực hiện cái máu dâm dê của nó, đúng không mọi người? Đấy, cái máu gọi như là máu gái của nó đó. Thì cái cây thước bản đó, cái củ khoai của chuối đó thì sẽ bị các anh đại xử lý thôi ạ, đúng không ạ? Thì lực tàng nói rồi, bây giờ là nó đái không được, đảm bảo tất cả mọi người đái không được, tắt luôn đường đái luôn, không chưa nói đến cái chuyện đi đại tiện nữa nha, không ra được nữa luôn, không. Đấy, và ăn uống nói tất cả mọi người rằng là ăn còn khổ hơn chó, nói tất cả mọi người là như vậy. Cái cặp đôi đó là những cái nguồn tin mà bên phía người ta cung cấp ra cho lực tàng. Bây giờ nó lâu lâu nó đốc điên đốc dại, nó giả điên giả dại để nó né tránh cái lời khai, để nó né tránh cái sự điều tra tin, gọi như là hỏi cung tụi nó, để nó giả ngây giả ngô để nó chối tội. Đứa này thì đổ lỗi cho đứa kia thì đổ lỗi cho đứa này. Tức là thằng Thái á, là đổ lỗi cho con Trang đổ lỗi cho thằng Thái. Thế bây giờ nó còn yêu nhau gì nữa đâu mọi người, tụi bay yêu nhau lắm mà. Tại sao bây giờ lại như vậy? Tôi nghe ở đâu trên Facebook của con Trang này mọi người,
Nghe đâu trên Facebook nó nói là anh đi đến đâu tôi sẽ đi đến đó, ai đánh anh tôi sẽ đánh thay anh này nọ, bay yêu nhau ghê quá mà. Sao bây giờ ám tử treo lơ lửng trên đầu tụi bay, cái là tụi bay cắn nhau chí chóe, tụi bay đổ lỗi cho nhau để tụi bay cố gắng giành giật cái mạng sống của tụi bay trong vô vọng. Mọi lực tàng nói ở đây là vô vọng nha mọi người, tại vì tụi nó có giành giật cỡ nào thì giành giật, có đổ lỗi cỡ nào thì đổ lỗi, nhưng mà cái ám tử đã treo lên đầu tụi nó rồi, không thể nào mà có thể thoát được đâu nha mọi người. Tức là cả hai đều chết, nhưng mà tụi nó chết trong nhục nhã vô cùng. Thà như đứng ra nhận lỗi, à tôi sai này nọ, để các điều tra viên, các cơ quan công an, người ta khỏi phải mất thời gian thời giờ để người ta gọi như là hỏi cung tụi nó. Nhưng mà ở đây vì nó suy nghĩ đang còn cha mẹ nó ở ngoài có điều kiện có cửa, cho nên rằng là nó không quan tâm đến cái vấn đề mà nó khai báo ở trong đó. Nó nghĩ rằng là nhà nó có cửa nó sẽ cứu được nó ra. Đấy, trong đầu tụi nó cứ nghĩ như vậy, cho nên rằng là nó đang trốn tránh, nó đang vòng vo trước những cái lời khai, trước những cái lời hỏi cung của các điều tra viên nha mọi người. Đó, cho nên rằng là không có tình yêu đâu mà gọi như là có cái cặp đôi này cả. Tại vì hai cái gia đình này là hai cái gia đình mà tội ác. Lực Tàng đã nói trong clip trước là hai gia đình tội ác, chứ không phải là hai gia đình gọi như là vô cảm nha mọi người. Cái từ vô cảm nó khác và cái từ tội ác nó khác. Ở đây hai gia đình này đã sản sinh ra hai cái cặp đôi, hai cái con ác thú để đi tiêu diệt người khác, để đi giết chính những cái dòng máu của mình, đúng không ạ? Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con, nhưng ở đây thằng Thái nó đã làm. Thằng Thái nó còn ăn thịt mà nó còn ăn dữ dằn hơn nữa nha mọi người. Nó ăn ác nhân thất đức, tàn bạo, dã man, mà đến mức độ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, đúng không? Tội của tụi này đem ra tùng xéo còn chưa hết tội, đúng không mọi người? Tru di tam tộc, trâu dày ngựa xéo, được chưa? Đấy, còn cái vấn đề mà những cái bộ phận trên cơ thể của tụi nó bị như thế này như thế kia, chúng ta cảm thấy rất là hào hứng, cảm thấy rất là sướng. Lực Tàng đang mệt nhưng mà cứ nghe đến cái thông tin mà các điệp viên cung cấp cho Lực Tàng, nó bị tẩn nữa rồi, nó ớ không được nữa rồi. Bắt đầu là cứ đến giờ là nghe tiếng là rên rồi này nọ, nó đau. Lực Tàng cảm thấy rất là sướng nha mọi người. Đấy, có hình ảnh luôn á, nhưng mà Lực Tàng không dám đưa lên YouTube, đánh sập kênh. Hình ảnh ghê rợn lắm, nó còn ghê gớm hơn cả hình ảnh của bé Vân An nữa. Cho nên mọi người cứ bình tĩnh, và cái nỗi đau đang dày xéo trong tâm can tụi nó. Đầu óc của tụi nó bây giờ giả điên giả khùng, nhưng mà mỗi lần giả điên giả khùng thì tụi nó nói với tất cả mọi người rằng là nó còn sống không bằng chết. Rồi đến những người ở bên ngoài, là cha mẹ thằng Thái, ông bà nội của Vân An đó, rồi đến cha mẹ con dì ghẻ kia, có tìm đủ mọi cách mưu hàm kế bẩn, dùng tiền để bịt miệng này nọ thì cũng chả làm được cái gì, khi không thể nào mà có thể xóa đi cái tội ác của cái cặp đôi này nha mọi người, được chưa? Nó quá rõ ràng mười rồi, bên phía điều tra người ta đã biết hết, và người ta đang chờ đợi để người ta lôi cả bầy, cả đàn, cả ổ, cả nhóm nhà nó vào một cái khung để gọi như là xử lý hết toàn bộ, để lấy lại công bằng cho Vân An. Chứ không phải là người ta im lìm mà người ta không đưa ra, hay là người ta này nọ để mà gọi như là cho thời gian để tụi nó chạy án đâu, không có đâu. Trong vụ án này mà ai dám, ông nào dám ăn, bà nào dám ăn, không, để mà gọi như là giảm nhẹ tội cho cái sự việc này. Lực Tàng cũng đảm bảo mọi người như vậy đó. Rồi đi đến cái nguồn tin nữa mà Lực Tàng vừa mới cập nhật đây, là một cái thông tin có khả năng là bất lợi cho chúng ta đó, là nó đã đang câu kết, tức là bên cha mẹ con gì ghẻ, vì cha mẹ thằng Thái đang câu kết với là một nhóm thành phần xã hội đen ấy, đang có cái vấn đề công kích gia đình nhà bé Vân An rất là mạnh. Đấy, tức là đánh mạnh vào tâm lý, công kích vào gia đình nhà bé Vân An để nhằm gia đình nhà bé Vân An bị trùng bước đi, và đặc biệt là tấn công vào chị Hạnh và người bác nha mọi người. Người bác là người chuyên đăng những dòng Facebook để tấn công về gia đình nhà nó. Thì bây giờ nó đang tấn công về trang Facebook của nhà ngoại bé Vân An, và đặc biệt là hù dọa mẹ của bé Vân An, hù dọa gia đình cha mẹ của chị Hạnh đó, tức là ông bà ngoại đó. Thì mọi người nên nhớ rằng là Lực Tàng đang mạnh như này. Lực Tàng đang điều tra, theo dõi xem cái nhóm nào đang ăn tiền mà có cái ý định gọi điện nặc danh, rồi cũng như là đi lẩn vẩn lùng quanh cái khu vực ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, nơi gia đình ngoại bé Vân An đang ở nha. Và Lực Tàng đang liên hệ với đại ca Long Thất này, nói tất cả mọi người, tụi nó chỉ cần đụng vào đúng một sợi lông chân chị Hạnh thôi là tụi nó cũng vậy, như là không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi, chứ đừng có nói rằng là này nọ, đúng không ạ? Lực Tàng nói là Lực Tàng làm, này, đại ca Long Thất và tất cả các đại ca đang rất là háo hức chờ đợi những cái thông tin mà Lực Tàng tìm hiểu được. Nếu như mà Lực Tàng truy vết mà tìm hiểu được cái băng nhóm nào, tụi bách có cộm cán cỡ nào, tụi bách có giữ dành cỡ nào,
thì tụi bay đang bênh vực bảo vệ cái cặp đôi cầm thú này, là tụi bay đang vi phạm pháp luật, là cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là bay vi phạm luôn cả đạo đức con người, bay vi phạm luôn cả cái mặt của anh như là này nọ, đúng không ạ? Biết là tụi bay là giang hồ, nhưng mà giang hồ không phải là giang hồ ăn tiền mà để đi làm chuyện xấu. Giang hồ nó có rất là nhiều giang hồ. Giang hồ người ta rất là khí, gọi như là khí thái, à, chính nghĩa. Người ta làm việc đâu ra đó ấy, mặc dù người ta ăn tiền nhưng mà người ta phải ăn những cái này cái kia, tức là người ta có thể đánh đập, người ta có thể ra tay, nhưng mà phải vào đúng mục đích, không? Ở đây á, mà giúp đỡ cho cái gia đình nhà cái con gì ghẻ này, cũng như là gia đình của ông nội của thằng cha mẹ của thằng Thái này, thì không khác gì là tụi bay đang gọi như là muốn làm cầm thú giống như tụi kia, đúng không ạ? Cho nên là anh em của Lực Tàng cũng là thuộc dạng là giang hồ, cũng đã vào tù ra tội, nhưng ở đây sẽ chống lại cái nhóm giang hồ đêm tối tối tăm mù mịt dơ bẩn đó nha mọi người ấy. Đảm bảo tất cả mọi người là tụi nó không bao giờ có thể thắng được bên phía của anh em Lực Tàng, được chưa? Cho nó nằm ở trong bóng tối luôn, nhưng chỉ cần tụi nó xuất hiện ra ngoài sáng thôi, băm đầu nó liền nha mọi người ấy. Ra xuất hiện ra ngoài sáng thôi là túm cổ nó ngay, không bao giờ để cho nó lộng hành, nó đụng đạm gì đến gia đình nhà nước Việt Nam. Lực Tàng đang lên phương án và tìm hiểu được, thì nếu như mà thực sự cái nguồn tin đó mà đúng á, là xác nhận từ phía gia đình nhà ngoại á, thì Lực Tàng sẽ có phương án để bảo vệ gia đình bên ngoại một cách nghiêm ngặt nha mọi người, và phối hợp với lực lượng cơ quan công an để thông báo lên trên đó, nói rằng là đang bị công kích, đang bị tấn công, đang bị hù dọa, đe dọa. Thì những cái tình tiết đó chắc chắn rằng là sẽ tăng nặng cho cái cặp đôi cầm thú kia, và rõ ràng rằng những người liên quan là bên phía cha mẹ của cái con gì ghẻ và cha mẹ của thằng Thái cũng sẽ liên quan. Tại vì sao lại đi thuê cái kiểu này cái kia để bịt mồm bịt miệng? Tụi bay có tội mà lại còn muốn trốn tội, đúng không ạ? Thì đó là càng rõ ràng cho cái tội và cái hành vi của tụi nó thôi. Chắc chắn rằng những tình tiết này thì nếu như thực sự thì các luật sư thì cho vào cái khung đó thì nó lại còn tăng tội nặng hơn nha mọi người, được chưa? Còn tội vạ của hai đứa kia thì không cần phải nói nữa rồi. Quan trọng nhất là bây giờ tội ông bà nội, tội gia đình nhà Thái, gia đình nhà bên kia. Tại sao lại đẻ ra cái cặp đôi cầm thú này? Tại sao đẻ ra trong một gia đình gia giáo mà không nuôi dạy được tụi nó, không chỉ bảo cho tụi nó từ lúc nhỏ? Nghe đâu con Trang là không phải đánh một mình bé Văn An, mà con này rất thích đánh con Nick. À, nói với tất cả mọi người như vậy, cho nên á là nó đã ác thì ác từ trong trứng ác ra rồi, chứ không phải là đến hiện tại bây giờ nó mới ác. Đó, những hành động nó làm như vậy là chắc có khả năng là phải qua nhào nặn, đào tạo, qua trường, qua lớp rồi, và nó thực hành rất là nhiều lần lên người của những đứa trẻ khác rồi, cho nên nó mới hành hạ bé Văn An như vậy, được chưa? Đấy, ở đây là cả một bay lũ, một bay đàn bao che để hỗ trợ lẫn nhau, lấp liếm che giấu tất cả những cái manh mối để hòng trốn tội, để trốn đằng trời. Chuyện này á, pháp luật không bao giờ thương tha cho những cái kẻ như này đâu mọi người. Đó, cho nên là mọi người cứ yên tâm nha. Hắn đang đe dọa, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, Lực Tàng cũng như các anh đại chị đại đang truy vết từng thằng một, ổ nhóm nào để ăn tiền như thế nào, đến lập khổ từng thằng hết luôn, nhổ cho nó không còn sợi lông luôn nha mọi người. Tán cho nó một trận, tẩn cho nó một lần, để cho nó biết được rằng là đừng có nên ăn tiền cái loại dơ bẩn đó mà đi làm hại xã hội. Bay làm hại ở đâu thì hại, nhưng mà hại mấy đứa trẻ là nó quá dơ bẩn và nó quá nhục nhã. Những đứa trẻ nó không có cái cảm giác gọi như là nó chống đối mình, nó không biết một cái gì, tụi nó là vô tội. Tụi nó là cái suy nghĩ đang rất là non nớt, chưa biết thù hằn hay chưa biết mưu đồ cá nhân cái gì cả. Tụi nó đang như những cái trang giấy trắng, đang rất là bình thường, đúng không ạ? Cho nên là đừng có làm ác ôn quá, đừng có vì đồng tiền mà làm mất đi nhân cách, đừng có vì đồng tiền mà làm mất đi đạo đức lương tâm con người. Nếu như gặp chúng tôi là chúng tôi xử lý trước rồi mới đưa pháp luật sau, được chưa? Hiện tại bây giờ là chúng ta phải làm trước. Ấy, ví dụ như những cái vụ việc mà bé Văn An đã chẳng hạn, nếu như chúng ta thấy nó đánh nó mà chúng ta xử lý nó ngay từ lúc đó đi, thì đến đâu có đến mức độ bé Văn An mất đi. Rồi cái vụ việc ở Quảng Nam kia, đúng không ạ? Thằng cha lại vứt con xuống sông, mà nếu như chúng ta đứng đó mà khi đang vứt nhật cổ nó xuống luôn thì cho nó như vậy thì có khả năng là cứu được đứa bé. Đó là chúng ta nói như là nếu như thôi nha mọi người. Rồi cái thằng đóng đinh người Hà Nội nữa. Đó, nếu như mà chúng ta nhận thấy như vậy thì ta đè một cây đinh gấp 4, gấp 5 lần nó đóng vào đầu nó thì như thế nào, đúng không ạ? Nó sẽ khác đi rồi. Ở đây chúng ta không biết, và bây giờ là cái xã hội nó đang đen tối, nó đang núp ở trong cái bóng để gọi như là nó thực hành những cái hành vi man rợ mà chúng ta không thể thấy được. Thì bây giờ mong pháp luật là phải giải quyết nhanh để đưa cái sự việc này ra răn đe, để biết được là tụi bay làm như vậy là ác ôn và bị tùng xéo, và cái nỗi đau mà tụi bay nhận lại được, cái kết quả cuối cùng bay nhận lại được là một cái kết cực kỳ đắng, để tụi nó biết được và tụi nó không thực hành lên người những đứa nhỏ nữa nha mọi người.
Đó. Đứa bé 3 tuổi ở ngoài Hà Nội thì rất là nhiều người nói rằng là sao lực tàng không cập nhật. Tại vì bây giờ cái tình tiết là bên đó nó không có chống cự. Bên cái thằng thằng đóng đinh đó nó không chống cự. Thì chúng ta đâu còn gì để nói. Chờ ngày là nó lên thớt thì công an gọi như là đưa máy vào chém nó thôi. Đúng mọi người. Đó. Bé 3 tuổi hiện tại bây giờ là không biết có qua khỏi hay không. Và đang chờ đợi từng giây từng phút một có cái sự giúp đỡ của trời Phật, mong bé thoát thoát được cái lưỡi hái của tử thần. Tức là còn nước còn tát, chúng ta đang cảm thấy rất xót xa cho bé 3 tuổi. Trong 3 vụ mà còn một mình bé 3 tuổi là vẫn đang còn nhịp thở, nhưng mà không biết được rằng là mất đi lúc nào thì chúng ta không biết. Chúng ta cảm thấy rất là xót xa. Còn hai bé mất đi rồi, đây là quả là một cái hệ lụy. Đây quả thật là một những cái hành động quá là man rợ. Mong pháp luật nghiêm minh bắn bỏ hết tất cả những cái kẻ đã gây ra những tội lỗi tài trời tài đình, loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội này để làm gương, không còn những cái trường hợp khác xảy ra nữa, đúng không ạ? Đó, thì ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp một số thông tin ngắn như vậy để gửi tới tất cả mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ Lực Tàng một cách nhấn vào nút đăng ký, ấn vào cái quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất. Lực Tàng sẽ khỏe lên trong một thời gian sắp tới. Lực Tàng sẽ chiến đấu hết mình với cái bọn xấu bọn ác để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những đứa trẻ nha mọi người, bảo vệ tất cả con tương lai con em của chúng ta. Rồi, Lực Tàng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.